Rồi, xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì công ty của mình xây dựng Vietroop đang có mặt tại căn biệt thự 3 tầng mái Nhật của anh Hiếu tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Thì công trình này rất là may mắn khi Vietroop đã được anh Hiếu nghiên cứu cực kỳ kỹ và cẩn thận và giao cho Vietroop cung cấp vật tư khung kèo cũng như là nhân công dựng khung, nhân công lợp ngói hoàn thiện cho căn biệt thự này. Và căn biệt thự này thì có một cái phong cách thiết kế và cái phần kiến trúc cực kỳ là ấn tượng ở đây. Và cái dòng ngói sử dụng trong công trình là dòng ngói bê tông xi măng dạng phẳng nhé. Đây là dòng ngói thương hiệu Fuji và có cái giá thành thi công một trong những dòng ngói đắt nhất ở trên thị trường hiện nay. Thì tiến độ thì anh em bên mình đang hoàn thiện rồi, nó khoảng độ đang ra là úp bò và hoàn thiện nốt các hạng mục mái phụ trợ còn lại các bạn nhé. Vì ngày hôm nay mình tới thăm công trình, mình muốn chia sẻ một chút về cái dòng ngói phẳng Fuji. Và cái thứ hai là mình muốn giới thiệu một khung kèo mà rất là ưu việt dành cho cái công trình mái Nhật triển khai với cái mong muốn tốt hơn nữa về một cái khung kèo mái ngói để các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về công trình. Rồi, mời các bạn theo dõi. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình đang đứng trước mặt cái căn 3 tầng, chính các bạn nhé, 3 tầng mái Nhật. Một căn theo xây theo phong cách cực kỳ là rất biệt thự luôn, vít là nó khác ấy. Một căn 3 tầng mái Nhật của anh Hiếu tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Thì căn 3 tầng mái Nhật này thì với phong cách thiết kế xây dựng thì sang phong cách tân cổ và công trình này cảm giác cực kỳ là đồ sộ. Các bạn biết rồi, những người thợ thi công làm nhà, xây dựng nhà cửa hoàn thiện và đắp phủ điêu thì nổi tiếng nhất ở đâu các bạn biết không? Đó chính là Ninh Bình. Thì với công trình này ngay chính quê hương Ninh Bình thì anh Hiếu cũng là một người cực kỳ kỹ tính và cẩn thận, thì anh đã lựa chọn những đội thợ thi công thì có một công trình với cái chất lượng thi công mà mình đánh giá cảm nhận như này là rất là khui, rất là tuyệt vời, một trong công trình có chất lượng phào chỉ rất là đẹp các bạn nhé, cực kỳ sắc nét. Bây giờ chúng ta để ý tất cả các cột phào chỉ, tí nữa mình quay gần hơn mình sẽ chỉ cho các bạn thấy các phào chỉ cột chính này, cột sảnh này rất là chi tiết rõ ràng, khuôn bao cửa sổ đầy đủ rõ nét, các cái phào chỉ theo cái dạng gọi là theo phong cách Hy Lạp đấy các bạn ạ. Đó. Kể cả phần ban công này, các bạn nhìn thấy ban công này, các cái phần mái vòm này, các bạn nhìn thấy chưa, cực kỳ là sắc nét và rất là đẹp đó. Các cái phần khuôn bao cửa sổ, khuôn bao cửa đi, kể cả các vòm cửa ban công này theo dạng vòm này, rất là rõ nét các bạn ạ. Đấy, thì tí nữa mình sẽ chia sẻ hơn. Còn phần mái trên này thì anh em bên mình đang đi vào giai đoạn hoàn thiện rồi, phần ngói thì còn chờ một chút mặt bằng ở bên mái bên kia xử lý cái phần tiếp giáp giữa hai nhà. Thế còn về cái phần mặt tiền bên này thì bên mình đang thi công hoàn thiện, tương đối ok, đang úp bò rồi các bạn nhé. Đó, thì tí nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn hơn về một vài cái phào chỉ chi tiết với công trình này, và đặc biệt mình sẽ chia sẻ với các bạn dòng ngói Fuji phẳng, một dòng ngói cao cấp, và cả cái phần kết cấu, một cái kết cấu mà mình cho rằng khá đặc biệt sản phẩm của công ty cổ phần xây dựng Vietroop. Rồi, hiện tại mình đang đứng trước mặt cái căn 3 tầng mái Nhật phong cách tân cổ cực kỳ ấn tượng của anh Hiếu. Chúng ta nhìn đây, phần chính sảnh này, đây là chính sảnh các bạn nhé, mình đang nhìn đang không biết đâu là chính sảnh này. Đây thì mình nói đây là chính sảnh cửa đại đây. Đấy, phần ban công rồi này. Chúng ta nhìn các cái dạng vòm này. Cái phòng ngôi nhà này thì cái số lượng phào chỉ thì không phải là nhiều các bạn nhé, tương đối trung bình thôi. Tuy nhiên rằng là những cái led phào chỉ nó rất là rõ ràng và to. Các bạn nhìn cái phòng cong này. Đấy, phào tròn này, các cái góc cột, bạn nhìn thấy chưa, nhìn này mới là đẳng cấp đi. Góc cột này rất là lớn, kích thước rất là rộng. Còn đây là cái phần cửa len phụ này, cái cột này nó là cái cột thông tầng luôn, 2 tầng. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, đây chính là góc góc nhà nhưng mà giả cột các bạn nhé, giả cột.
Đấy, chúng ta nhìn cái chất cái ngôi nhà, cái sự bề thế của ngôi nhà nó ấn tượng như thế nào. Đấy, chúng ta nhìn toàn bộ cái phần ban công này. Đấy, đúng là đất Ninh Bình, cái nôi của những người đắp họa tiết phào chỉ, của những cái lâu đài. Nếu có điều kiện thì chúng ta thuê thợ đây mình là điều tuyệt vời nhất nhá, nhưng mà giá thì rất là cao đấy. Đây, mình đang đứng ở trên cái tầng 3 nhé các bạn nhé. Tầng 3 là cái tầng áp mái luôn rồi này. Hàng một ngói anh em mình đang lập rồi đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, chúng ta nhìn cái cột này không? Cột này phải size 1 mét đấy. Đấy, các cái sóng theo phong cách nha. Mình không biết là phong cách gì, chỉ mình chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm về mặt kiến trúc, nhưng mà mình tạm gọi là phong cách như kiểu Hy Lạp, Trung Cổ đấy các bạn ạ. À, đấy các bạn nhìn thấy chưa? Rất là chi tiết, kể cả cái khuôn cửa này, đồng bộ luôn. Đấy, khuôn cửa đồng bộ luôn. Đấy, kể cả khuôn cửa ra ban công. Đây là mình đang đứng ở tại khu vực ban công nhá, với một cái tầm view quan sát rất là tốt của toàn bộ thành phố Ninh Bình trước mặt đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đây là một cái công trình mà mình đánh giá có cái chất lượng phào chỉ tô chát rất là tuyệt vời, rất đẹp. Rồi, bước lên trên này thì là cái hạng mục cầu thang các bạn nhá. Đây, và đây chính là cái khu thang máy trung tâm của gia chủ. Thì hệ thống thang máy này chưa lắp đặt, các bạn nhìn thấy này. Đấy, vòng cầu thang xoắn ốc và hệ thống thang máy ở giữa. Công trình này 3 tầng thì anh có lắp đặt hệ thống thang máy, và chính vì có cầu thang lên tầng áp mái như thế này và hệ thống bình bồn nước, anh ấy đặt tận 3 cái bình bồn nước rất là lớn. Với dung tích ở đây là bao nhiêu đây? 2.000 lít các bạn nhá. Bình kia thì cũng 2.000 lít, bình này chắc là ngàn lít thôi, tức là 5.000 lít. Và trong không gian trong tầng áp mái, gia chủ nó có sẵn cái hệ thống bậc cầu thang như này, do đó thì bên mình quyết định là sử dụng hệ 3 lớp các bạn nhé, 3 lớp sử dụng công trình này với hệ xà gồ C150. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn chú ý nhá, cũng là một xà gồ C150, tuy nhiên là chúng ta phải chú ý về cái hàm lượng mạ. À, xin lỗi các bạn, đây là C200 đấy, mình xin lỗi mình nhầm. Công trình này thì anh có yêu cầu riêng là sử dụng xà gồ C200. Đấy, thì công trình xà gồ này là xà gồ có cái độ mạ, tức là mạ kẽm, tuy nhiên cái độ mạ khá cao. Chúng ta nhìn đây này, ở đây thì anh em nó liên quan đến chuyên ngành của anh em thợ một chút, hoặc là cái ngành người hiểu biết về thép một chút, thì cái độ mạ ở đây là Z275 các bạn nhé, là cái hàm lượng mạ kẽm cao nhất trong các cái tiêu chuẩn sản xuất của các nhà sản xuất thép ở tại Việt Nam hiện nay. Đấy, Z275. Đấy, thế còn thông thường trên thị trường chủ yếu là Z80 hoặc là Z120 thôi. Hàm lượng mạ kẽm tức là hàm lượng là 275g trên 1m2 hai mặt mạ kẽm, và mạ cả trong cả mặt ngoài. Đấy, và tất với cái hệ 3 lớp như thế này thì chúng ta sẽ có một không gian rộng rãi, vừa để bình bồn nước vừa lên thang máy rất là thoáng đãng và rộng rãi như thế này. Công trình sử dụng hệ khung kèo thép nhẹ mang thương hiệu Vietroup màu nhũ trắng các bạn nhé. Đây các bạn nhìn đây này, logo Vietroup này, sản phẩm Vietroup C80. Và các bạn chú ý này, sản phẩm này là sản phẩm C80 nhé. Chiều dày thép là 1.0, tức là 1 ni các bạn nhé. Đây là chiều dày thép rất là dày, và nó thuộc diện là phân khúc dài nhất trong hệ tiêu chuẩn thép mạ, thép nhẹ mạ kim nhôm kẽm đó. Thế còn nếu chúng ta muốn có chiều dày dày hơn thì chúng ta chỉ còn một cái size 1.5 ni, mà 1.5 ni như này thì thường thường chúng ta áp dụng làm xà gồ thôi. Xà gồ là những cây C150 hoặc C200 như này này đó. Thế còn với hệ cái tiết diện hệ thép mạ nhẹ, thép nhẹ thì chỉ là dày 1 ni là dày nhất rồi các bạn nhé. Đó, thì anh ở đây công trình là anh mong muốn một cái chất lượng tuyệt vời, mà một cái yêu cầu mà cao hơn so với tiêu chuẩn, thì anh đề nghị bên mình là cung cấp hệ khung kèo xương là dày 1 ly. Đấy, và độ mạ Z150. Đó, G550. Đấy các bạn nhé, chiều dày thép 1 ly này. Đó, đây là sản phẩm của Vietroup, với số hotline là 0918 433 558. Đó, ở đây thì mọi thứ anh đều đề nghị làm với một cái tiêu chuẩn cao vượt trội các bạn ạ. Đấy, theo mình nghĩ thì về độ dùng, độ bền thì các cái sản phẩm phổ thông mà bên mình triển khai cũng đã là dùng rất là tốt rồi, thoải mái với chất lượng công trình rồi, nhưng ở đây thì anh mong muốn một cái chất lượng cao hơn nữa đó. Và cái hệ nitô thép sử dụng công trình đó là cái hệ thay nitô V. Thì công trình này bên mình sử dụng thanh V là V32 đó. Chiều cao thanh thép, chiều cao cái thép là 3.2 mm, và cái chiều dài thép thì cũng là 1 ni các bạn nhé. Mình lấy led lại cho các bạn xem này. Nó không lấy led được đó. Đấy, đây là một đoạn DC thép thôi. Tí nữa mình sẽ quay cái thông số thép cho các bạn đẹp xem cho cụ thể. Đó, mình sẽ quay cái thanh nitô để cho các bạn rõ hơn nhá. Đấy, logo Vietroup này, mình lấy nét lại logo Vietroup các bạn nhá. Sản phẩm của Vietroup này, thanh V là thanh V32 nhá, dày 1 ni các bạn nhá. Độ mạ Z150 là hàm lượng mạ rất là cao, và Z150 độ cứng thép G550. Đó, sản phẩm của Vietroup, với số hotline là 0918 433 558. Như vậy là công trình này đang sử dụng các cái vật tư là tối ưu nhất và mình đánh giá là tốt nhất là của sản phẩm của Vietroup hiện nay, với cái xà gồ C200 mạ Z275.
Cầu phong là Viettroop C80 AZ150. Đấy, dày 1 ly. Và cái thanh Ito đó là thanh V32 cũng dày 1 ly các bạn nhé. AZ150. Đó, độ cứng 550. Chúng ta chú ý nhé, trên thị trường hiện nay cũng có những cái sản phẩm tương tự nhưng mà nó chỉ là sản phẩm cường độ G350 thôi chứ không phải G550. Và cái thứ hai là nấp mạ của nó là mạ kẽm nhé các bạn nhé. Về mạ kẽm và mạ nhôm kẽm như thế nào thì nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm, các bạn liên hệ hotline của Viettroop 0918433558. Đó, và sản phẩm nó là một sản phẩm mình đánh giá rất là tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể cân nhắc những cái phương án khác, ví dụ như sản phẩm của Viettroop như thế này để các bạn có thể nghiên cứu sử dụng các bạn nhé. Và loại ngói sử dụng trong chương trình này thì loại ngói sử dụng công trình này là một cái loại ngói mà mình cũng đánh giá rồi, rất một trong hai thương hiệu ngói hàng đầu trên thị trường hiện nay với lòng vật liệu là bê tông xi măng, đó chính là thương hiệu Fuji Việt Nam, ngói chính hãng đó, sản xuất tại Đại Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương. Đấy, đây là dòng ngói phẳng, dòng ngói cao cấp của thương hiệu Fuji, mà thương hiệu Fuji là một trong những thương hiệu hàng đầu trên thị trường hiện nay. Thế thì dòng ngói này thì ưu điểm là gì, các mình đã có chia sẻ 2-3 video rồi, các bạn có thể biết rồi. Ngói Fuji là một dòng ngói cao cấp với cái hình thức mái ngói sau khi lập lên, chúng ta sẽ có một cái mái ngói nó rất là sang trọng và đẳng cấp và có sự khác biệt với mọi người. Cái thứ hai là cái độ bền màu sơn cũng như chất lượng bản thân trọng, khả năng chịu lực của viên ngói cũng rất là tốt. Và anh em thợ nếu được là Fuji thì đó là một cái gì đó là cái gì tốt nhất của người thợ làm ngói có thể làm được rồi. Đấy. Thì công trình này các bạn có thể thấy là từ cái vật liệu khung kèo cho đến các cái thanh cầu phong lito đều là những cái tiết diện dày nhất với cái chi phí cao hơn và cái chất lượng thi công là tốt. Và kể cả sử dụng những cái dòng ngói rất là cao cấp và đẳng cấp trên thị trường. Và kết hợp với anh em thợ về tốt bên mình triển khai thi công thì mình nghĩ rằng là sẽ gia chủ sẽ có một mái ngói rất là tuyệt vời. Và ở đây thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn một chút về cái phần xử lý, cái phần tiếp giáp giữa hai ngôi nhà. Đó, giữa cái mái chính và cái ngôi nhà bên hàng xóm này. Đấy, thì toàn bộ hai ngôi nhà này thì gia chủ sẽ lắp hệ thống máng nhé các bạn nhé. Gia chủ không dùng hệ thống máng xây mà chúng ta sẽ dùng hệ thống máng inox. Và máng ở đây các bạn biết không? Đây, cái phần máng này là hạng mục phát sinh và gia chủ thực hiện với một cái nhà thầu làm máng riêng các bạn nhé. Nhà thầu cơ khí làm máng riêng. Và máng đây là máng dày ly 2 các bạn nhé. Dày ly 2 luôn. Và hàng 304. Hàng này thì đúng là VIP rồi. Quá VIP rồi các bạn ạ. Đó. Và tất nhiên rồi, toàn bộ cái phần này là gia chủ không nối một chút nào các bạn nhé. Không hề nối một chút nào. Và tại cái vị trí cái bịt đầu kia đều sử dụng phương ván hàn thôi. Đó. Và cái phần mà chống thấm cho cái phần tường với cái phần lòng máng như thế này. Ngói thì chúng ta sẽ gác vào đây rồi thì thoát nước vào đây rồi thì là ok. Nhưng với cái phần thoát nước giữa cái phần tường tràn vào máng thì gia chủ lại lắp tiếp tục một cái lá inox. Lá này là lá không phải cho 0.4 thôi. Đấy. Ghim định vị chịu lực này, treo này và xử lý bằng keo để xử lý chống thấm. Đấy. Thì cái việc xử lý những cái phần này đó là lý do mà cái hạng bên mình đang để lại cái phần mặt mái này mà mình chưa hoàn thiện cho gia chủ. Vì đợi cái hạng mục cơ khí này các bác, các anh em của chủ, các bác cơ khí làm máng này sẽ tự gia công riêng. Đấy. Ngói bên mình sau này sẽ lập sát vào đây. Đấy. Thì cái toàn bộ lượng nước ở tường này nó chảy xuống đây, nó chảy vào đây. Chảy vào khe ngói này, chảy vào lòng máng này, thoát ra đây. Đó. Thì với cái phương án xử lý như này thì mình nghĩ rằng cái kẽ khoảng cách giữa cái khe giữa hai ngôi nhà này sẽ gần như là tuyệt đối. Thấm thì mình không phải nghĩ rồi. Và đây chính là cái sự khác biệt khi gia chủ sử dụng hệ ngói phẳng các bạn nhé. Như xung quanh này chúng ta sẽ sử dụng ngói sóng trắng men này, rồi ngói đỏ Hạ Long truyền thống này, rồi lập tôn xung quanh đấy, ngay tại trung tâm thành phố Ninh Bình luôn. Thì gia chủ sử dụng cái dòng ngói rất là cao cấp, đó là Fuji phẳng. Với cái bề mặt phẳng nhẵn này thì chúng ta sẽ cảm giác như chúng ta đang sử dụng một cái sản phẩm ngói đá trẻ, đá tự nhiên của Lai Châu ấy, một cái dòng ngói đá cao cấp trên thị trường hiện nay, hoặc đá Sơn La đó. Đấy, cảm giác như vậy. Và cái ngói phẳng này chúng ta thường thấy ở các ngôi nhà rất là VIP và các cái khu resort, khu nghỉ dưỡng. Đấy các bạn nhìn này. Thì đấy chính là ưu điểm của dòng ngói phẳng với cái hình thức viên ngói nó sang trọng và tạo cái điểm nhấn mái ngói nó ấn tượng hơn rất là nhiều so với những cái sản phẩm bình dân phổ thông khác đó. Tuy nhiên rằng là nhược điểm của dòng ngói này thì mình cũng phải khẳng định với các bạn luôn, đó là gì, giá thành rất là đắt. Và các công ty thực sự mạnh về sản xuất ngói thì người ta mới sản xuất được cái dòng ngói phẳng này các bạn nhá. Đó rồi, hôm nào hy vọng là bên mình sẽ có một cái, khi mà công trình mình hoàn thiện thì mình sẽ quay thêm cho các bạn thêm về cái kết cấu công trình này, cả tổng thể, cả kiến trúc ngoại quan cũng như kết cấu khung kèo cũng như lờ ngói lợp hoàn thiện nên sẽ là như thế nào để các bạn có thể nghiên cứu và tham khảo cho ngôi nhà của các bạn. Rồi, vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn rất nhiều điều về cái công trình 3 tầng mái Nhật, một căn biệt thự rất là VIP của anh Hùng tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Thì mình đã chia sẻ với bạn về phong cách thiết kế ngôi nhà, một phong cách rất ấn tượng với các cái
họa tiết phào chỉ phù điêu đắp rất là ấn tượng, rất là nổi bật. Và cái kết cấu sử dụng hệ công trình là hệ 3 lớp với cái hệ tiêu chuẩn thép rất là đặc biệt các bạn nhé, dày hơn rất nhiều và độ mạ cao hơn rất nhiều đó. Và ngoài ra thì gia chủ cũng sử dụng một cái dòng ngói rất là ấn tượng và cũng thực diện là giá thành thi công cũng như là cái chất lượng hàng đầu hiện nay, đó là dòng ngói phẳng Fuji các bạn nhé. Đó. Thì nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay, bấm nút like và đăng ký kênh YouTube của bên mình. Và các bạn cũng mong muốn một đơn vị thi công máy chuyên nghiệp, hay liên hệ hotline Facebook 0918 433 558. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.